Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series trực quân AK. Một chú thỏ nhá. Tiếp tục ngày trực quân lết. Hôm nay chúng ta sẽ chinh phục móc khóa thứ hai. Ok, let's go. Cướp trên giàn mướp với chúng tôi. Pha này thì hết đường chạy rồi. Lụm chảo. Vâng, chú thỏ của chúng ta đã rất to. Nó đang bao vây được hai con sâu. Oh man. Chạy đâu cho hết nắng hả bưởi. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập 300 thưởng. Cái nhiệm vụ căng như dây đàn. Wow, một con sâu siêu to khổng lồ. Lụm chảo, lụm chảo. What the hell man? Một cái xác siêu dài. Đã thu thập được 14 thưởng rồi. Wow, một con sâu siêu to khổng lồ. Vâng, đó là top 1 server. Béo ngậy thưa các bạn. Tiếp tục là một pha bùa vây. Một cú vây giáp rất nhanh. Pha này thì superstar của chúng ta hết cơ hội rồi. Và ngay lập tức con sâu của bạn Quân đã lên được top 1 với 1 triệu điểm. Thank you.
43 thưởng đã được thu thập. Tiếp tục hành trình đi thu thập thưởng. Một chú sâu xám đã bị đánh bại. What the hell man? Ông mắc cà đạp thế nhờ? Vô tình đụng được bì kíp. Làm châm của chúng tôi đấy rồi. Vâng, 66 thưởng rồi. Cuộc chiến săn thưởng vẫn rất ác liệt. Wow, quá thơm thưa các bạn. Một con sâu siêu béo ngậy. Chú mèo mặt bự của chúng ta đã lên được 1.800.000 điểm. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích về game con sâu thì cứ để lại comment cho mình. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Bây giờ là 2 triệu điểm rồi. Chúng ta đã giải quyết được 1/3 chặng đường. Khu vực này đang trở nên vô cùng đông đúc. Vâng, một pha quay xe đi vào lòng đất thưa các bạn.
Một phản hồi rất nhanh. Oh man. Vâng, lại là đồ ăn furry. Một bữa tiệc miễn phí thưa các bạn. Một bé sâu đã bị khóa. Ok con TT. Wow, một con mồi rất to. Đó là Big Slug. Vâng, 1/2 chặng đường. Bây giờ thì con sâu của chúng ta đã có 3 triệu điểm. Rất nguy hiểm thưa các bạn. What the hell man? Một con sâu màu tím siêu to khổng lồ. Đó chính là Lữ Hoàng bóng đêm. Chạy đi đâu hả bưởi? Nó đang di chuyển như một đoàn tàu. Hãy
vòng 188 trên 300 thưởng rồi. What the hell, man? Hai phần ba đoạn đường đã hoàn thành. Chúng ta chỉ còn 100 thưởng nữa thôi. Đó là một pha quay xe cực khét thưa các bạn. Một chú thỏ quá lì lợm. Nó đã tiêu diệt được rất nhiều con sâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào trung tâm thành phố. Một pháo bẻ lái quá dẻo của sâu màu trắng. Thanh niên đã đi vào lòng đất rồi. Wow, một con sâu rất to. Chúng ta sẽ bao vây nó. Một pha phong sát trầm sâu khoang van. Cái đuôi của mình đây rồi. Chạy đâu cho thoát hả bưởi.
niên đã toang. Áp lực là rất lớn thưa các bạn. What the hell man? Lục chào. Vâng, 3.800.000 điểm rồi.